Trời ơi đẹp kinh khủng luôn. Trời cứ như ở, ở Trung Quốc á. Trên đây này. Đẹp không? Đẹp nhỉ. Trời anh chú ơi, toàn nhà gỗ với nhà gì như Trung Quốc luôn ấy. Sao mà. Ôi đúng à. Hội xuân chùa Ba Vàng. Thống nhất trước sứ cầu tiêu tan, riêng thọ quốc thái bình an. Ôi. Đi đi lên chỗ quý thầy thì đã lên xin đọc trên này. Ôi đẹp không? Như ở Trung Quốc ấy nhỉ? Ôi đúng thật đấy. Một cái này ông chùa bắt. Ôi. Này, nhìn vào ngoài. Nắng quá. Này từ mùa này còn mát đấy nhỉ. Ôi ôi những cây quất. Sao mà quất ở đây lúc nào? Đẹp khủng bố luôn. Chị Ba Vàng xin kính chào quý khách. Kính thưa quý vị, chùa là nơi thờ cúng chư Phật để bảo vệ tài sản và tín ngưỡng của mình. Đề nghị quý khách cầu giấy phép cho bà con nhân dân và cùng theo khi đi vào chính điện. Sau khi lễ thuật xong, quý khách vui lòng đi tiếp lên nhà thờ tổ theo lối cửa sau. Xin trân trọng cảm ơn. Đẹp quá. Nhà mình xin phép đi. Chùa Ba Vàng xin kính chào quý khách. Quý khách lưu ý, chùa là nơi thờ phụng chư Phật để bảo vệ tài sản và phúc báu của mình. Đề nghị quý khách cởi giày dép cho vào túi ni lông và cầm theo khi đi vào chính điện. Sau khi lễ thuật xong, quý khách vui lòng đi tiếp lên nhà thờ tổ theo lối cửa sau. Xin trân trọng cảm ơn. Có được quay không bác? Đẹp quá. Ôi đẹp lắm quý vị ơi. Mát ơi là mát. Thôi con đi lễ Phật đây.